Đáp lại thì bây giờ Quỳnh cũng có một cuộc sống rất hạnh phúc đó. Lâm rất là yêu thương, đi làm một ngày gọi 100 lần, bớt gọi lại để giờ làm việc nhà. Thì biết đâu á, mà Quỳnh chủ động về Lâm mới biết là Quỳnh yêu Lâm quá nhiều. Không, nhưng mà chủ động không bao giờ nói nha, không nói ợn mới nhắc nước anh không phụ em, không có, không bao giờ nói luôn á. Nhiều khi không biết luôn á trời. À, thương á, thương quá trời. Vô tâm quá nó vậy. Dạ thiệt luôn á. Sau cái chuyện này em chỉ cảm thấy là không nói về tình yêu không đâu, mà đó là cơ hội trong cuộc sống đúng không chị? Nếu như mà mình không có, mình không nói ra, nhiều khi nó vụt mất. Bữa nay giống như một buổi lớp học gì chứ không có gây lộn, không có gì hết trơn. Bỏ qua những cái phần cãi hỗn và cãi kiểu mà bất chấp, cãi hướng, cãi lì của tụi em. Thì tụi em cảm thấy rất vui, rất cảm ơn chị Lâm Khánh Chi dạy tụi em. Hôm nay phục nha, phục công chúa rất là nhiều luôn, nói gì là dính cái đó.